có ai nuôi chó như mình không? Hồi nhỏ mình nhặt nó ngoài đường, nó lang thang kiểu nó bị người ta mang về á, người ta đánh rơi nó hay sao, nó ốm nhom mà không có gì để ăn, mắt thì lòi ra, nuôi lớn lên nó ngoan lắm, nó khôn lắm. Trời ơi, con gì vô nhà nó cũng giật hết á. Hồi nhỏ thì nó không giật mấy con gà, lớn thì bắt đầu nó chuyển qua giật giật mấy con chim, mấy con ếch, chuột, rồi mấy con mèo, mấy con chồn nhà nó cũng giật luôn, rồi mấy con sóc nó ăn cây xoài nhà tôi nó cũng giật luôn, giật te tua luôn. Nói chung là trong nhà là không có con gì vô, giờ nhà tôi không có con cóc luôn, bây giờ không có gì về để không có con, không có cái gì để cho nó giật hết á. Nó chuyển qua giật mấy con gà, trời ơi, bữa thả nó ra quên quên nó giật 8 con. Mấy con gà này cả ký luôn á. Nhìn nó hiền khô vô tội, nó phá dữ lắm, dép nhà thì nó cắn hư hết trơn, mua mấy đôi nó cắn không còn đôi nào luôn. Nuôi nó nay cũng bạn cũng được 5 tháng mấy rồi, hồi đó nhìn thấy ghê lắm, giờ nhìn nó đẹp trai rồi không, con gì cũng giật á, mốt lớn nó biết như thế nào, giờ nó nằm chỗ nào nó môi lộ chỗ đó, con gì nó cũng giật hết, bữa nào sơ sẩy nó giật hết đàn gà luôn. Mấy bạn nuôi chó giống như tôi không, khổ quá trời luôn.